Yeah.
Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Xin chào mừng các bạn trẻ giống họ Jose. Do Jose đang tiến vào cổng của khu vực trại trường, xin các mời các bạn trẻ giáo hội Jose chúng ta tiến về khu vực trại của giáo họ mình. Các bạn trẻ giống họ Jose ơi, cờ đâu các bạn phất lên nào, lắc cờ lên nào. Xin chào mừng các bạn. Phía lễ đài của chúng ta. Xin chào mừng các bạn trẻ giáo họ Francisco. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Các bạn trẻ do Francisco chúng ta tiến về khu vực trại của giáo họ mình. Ở phía bên trái lễ đài của chúng tôi. Xin chúng ta cho các bạn trẻ giáo họ Francisco một tràng pháo tay để chào mừng họ nào. Xin quý chị linh hoạt viên đang có bổn phận ở giáo họ của mình xin tạm ngưng để tập trung về phía lễ đài. Và giáo họ cuối cùng, giáo họ thứ bảy, giáo họ mẹ lên trời cũng đã bắt đầu tiến vào cổng nhà thờ. Xin chào. Giáo họ mẹ lên trời đang tiến vào cổng khu vực trại trường. Giáo họ mẹ lên trời năm nay đăng ký với con số 430 bạn trẻ đang tiến vào khu vực lễ đài. Xin kính mời các bạn trẻ giáo họ mẹ lên trời chúng ta tiến vào về phía khu vực trại của giáo họ của mình. Các bạn trẻ lên trời ơi, bong bóng đâu nào, chúng ta lắc lên nào. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng giáo họ mẹ lên trời. Các linh hoạt viên chúng ta chuẩn bị một bài múa để chào mừng tất cả các bạn trẻ đã đến với khu vực thế này. Tham dự là sinh hoạt giới trẻ Augustino. Xin các bạn linh hoạt viên chúng ta đứng về vị trí của mình ạ. Vâng, các bạn ơi, các bạn trẻ ơi, tay nào, tay các bạn đâu nào, giơ lên nào. Vẫn thấy nhiều cánh tay bỏ xuống quá. Chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta hát và vũ bài chủ đề của chúng ta trong bài. Đồng đau chạy miền Nam để chúng ngài tiến đến. Thank you.
xin chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng lẫn nhau nào các bạn ơi. Xin chúng ta làm lại bài chủ đề. Nhảy chân lên cho nó nóng người. Sinh hoạt giới trẻ này rất đông đảo, và trước hết cha giới thiệu về cái logo của giới trẻ chúng ta. Từ nay chúng ta chính thức có một cái logo, có một cái hình biểu tượng cho giới trẻ của chúng ta, giáo xứ Tân Hà. Chúng ta thấy cái vòng tròn ngay trước lễ đài đây, và xung quanh lễ đài cũng có rất nhiều những hình biểu tượng của logo này. Giáo phận Đà Lạt, giới trẻ giáo xứ Tân Hà, đó là cái địa danh và cái tên tuổi chúng ta rất là rõ ràng. Và Augustino là bổn mạng của giới trẻ của chúng ta. Rồi cái hình ở trong vòng tròn, trước hết chúng ta thấy có 7 hình trái tim tượng trưng cho giới trẻ của 7 giáo họ. Mỗi giáo họ là một trái tim, bởi vì người trẻ là người tràn trề tình yêu, không phải là tình yêu nam nữ, tình yêu lãng mạn, mà đây là tình yêu của Chúa Kitô. Cho nên trong mỗi trái tim có hình thánh giá, cả 7 trái tim đều có 7 cái thánh giá ở trong. Như vậy, giới trẻ giáo xứ chúng ta phải luôn luôn mang tình yêu của Chúa Kitô trong mình, và tình yêu đó được bùng cháy lên thành ngọn lửa. Chúng ta thấy từ 7 trái tim đã bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa có hình gì? Đố biết cái ngọn lửa bùng lên từ 7 trái tim có hình gì? Hình gì? Hình gì? Hình ngọn lửa thì đúng rồi, ngọn lửa nó có cái hình gì nữa? Chim. Hình con chim bồ câu, cái đầu đang cúi xuống nằm giữa 7 trái tim, và mình và hai cặp đuôi vươn lên thành ngọn lửa. Cho nên ngọn lửa tình yêu của chúng ta là ngọn lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần bùng lên để soi sáng cho khu vực, cho giới trẻ chúng ta và cho cả khu vực của chúng ta. Cái khu vực của chúng ta đang sống đó là khu vực đồi núi. Chúng ta thấy những đồi núi màu xanh, rồi có cây thông mọc lên. Đồi núi và cây thông đó là biểu tượng của tỉnh Lâm Đồng, của giáo phận Đà Lạt chúng ta, một giáo phận đầy cây thông. Và chúng ta cũng đang đứng ở dưới cái vườn thông này, là cái khu trại trường của giới trẻ chúng ta. Cho nên cái tình yêu của chúng ta phải bùng lên thành ngọn lửa để soi sáng cho cái khu vực chúng ta đang sống, đặc biệt là
cho khu vực giáo xứ Tân Hà này. Và để được như vậy thì chúng ta phải mang trong mình tình yêu của Chúa Kitô, tình yêu được bùng lên một ngọn lửa soi sáng ra khắp nơi do ngọn lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần. Vậy thì từ nay tất cả giới trẻ giáo hội xứ Tân Hà chúng ta sẽ dùng cái logo này, cái biểu tượng này để làm biểu tượng cho giới trẻ chúng ta, và nhìn vào đó chúng ta cũng phải lấy đó làm cái lý tưởng sống của chúng ta cho giới trẻ của giáo xứ chúng ta. Và cái chủ đề của ngày sinh hoạt giới trẻ 2012 năm nay chúng ta thấy đã treo ở cổng trại, đó là vun trồng tuổi trẻ. Năm ngoái chúng ta lấy chủ đề vì tương lai tuổi trẻ sống lành mạnh. Không biết một năm qua chúng ta đã sống lành mạnh như thế nào. Năm ngoái chúng ta đã cương quyết và ký vào bản cam kết là sẽ sống lành mạnh để xây dựng tuổi trẻ chúng ta được tới đây cây rồi, không còn chỗ nào để trồng được bảy cái cây to lớn như vậy nữa. Cho nên hôm nay chúng ta tưởng tượng ra thôi, để chúng ta coi cái tuổi trẻ chúng ta cũng như là những cái cây xanh cần phải được vun trồng, tưới bón. Mùa nắng thì tưới, các mùa khác thì phải bón phân vân vân, để cho cái cây đó nó được lớn lên tươi tốt, sinh hoa kết trái. Thì tuổi trẻ chúng ta cũng phải vun trồng ngay từ bây giờ, phải tưới bón bằng những ý tưởng đạo đức, bằng cuộc sống lành mạnh, bằng sự nền giáo dục về nhân bản, đạo đức cũng như về kiến thức, để chúng ta lớn lên thành người hữu ích cho xã hội, cho giáo hội. Vì thế chúng ta hãy luôn tâm niệm cái chủ đề ngày hôm nay, vun trồng tuổi trẻ, để chúng ta vươn lên thành một cái cây to lớn, và cây đó sinh hoa kết trái tốt đẹp cho giáo hội, cho xã hội, và đặc biệt cho giáo xứ Tân Hà chúng ta, để các bạn trẻ chúng ta được sống lên trong một môi trường lành mạnh. Chúc tất cả các bạn trẻ chúng ta sống một ngày sinh hoạt tốt đẹp. Và để bắt đầu cho ngày trại hôm nay, tất cả chúng ta cùng tiến lên sân nhà thờ, và từ đó chúng ta rước tượng ảnh Thánh Augustino của chúng ta về lễ đài để chúng ta tham dự thánh lễ khai mạc cho cái ngày trại của chúng ta hôm nay. Bây giờ chúng ta đi ngược lại, xin giáo họ Vincent Liêm ở ngoài cùng chúng ta tiến ra đường nhựa.
thân mến, trong Chúa Nhật 21 thường niên hôm nay, Chúa đặt con người chúng ta phải đứng trước sự quyết định dứt khoát. Chúng ta có tự do lựa chọn, có thể ở lại với Chúa, nhưng cũng có thể bỏ Chúa mà ra đi. Thiên Chúa không hề áp đặt hay là bó buộc ai. Người tôn trọng sự tự do của con người chúng ta, nhất là đang ở tuổi trẻ, ở ngã ba đường này. Thiên Chúa không muốn chúng ta đến với Ngài như là những kẻ nô lệ bị bắt buộc, nhưng như những kẻ bạn tình, những người chân thành yêu mến Chúa. Xin Chúa cho tất cả các bạn trẻ chúng ta luôn biết sát tín như Thánh Phêrô, bỏ Thầy, con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Trong tâm tình đó, chúng ta tụ họp lại đây để cử hành thánh lễ vầng bổn ma Augustino của giới trẻ chúng ta, và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các bạn trẻ được mặc lấy tâm tình của Thánh Augustino và cũng sống cái chủ đề của ngày hôm nay, quyết tâm vun trồng tuổi trẻ của chúng ta trở thành những người hữu ích cho xã hội, cho giáo hội và cho giáo xứ cũng như gia đình của chúng ta. Bài trích sách ông Giô-suê. Trong những ngày ấy, Giô-suê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Si-kem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giô-suê liền nói với toàn dân như thế: đất chúng tôi đã tiến vào, đó là lời Chúa. Cũng an toàn làm
và chiếc thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu chủ thân thể mình, nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và có mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó như Đức Kitô đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân xác người, do xương thịt người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai lên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm cho các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các ngươi rằng không ai có thể đến với ta nếu không được Cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả chúng con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: lời Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tất cả các bạn trẻ thân mến, chúng ta sống là luôn luôn phải chọn lựa. Trong bài tin mừng hôm nay có một câu nói của Thánh Phêrô đã trở thành bất hủ: thưa Thầy, bỏ Thầy thì con biết theo ai, vì Thầy có lời ban sự sống. Thánh Phêrô đã nói lên câu đó trong một tình thế giằng co.
Khi đó người ta đi theo Đức Giêsu rất là đông, đông hơn giới trẻ chúng ta hôm nay, đông gấp đôi. Hôm nay chúng ta có hơn 2.000 thôi, hôm đó hơn 5.000 người theo Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê. Họ đi theo Chúa để mong lại được cho no nê như thế mãi. Nhưng mà rồi Đức Giêsu đột ngột chuyển hướng. Ngài hứa ban cho họ một thứ bánh khác, đó là thịt và máu Ngài. Lời hứa đó làm cho dân chúng như bị hụt hẫng. Họ đang mong được ăn bánh phần xác, được ăn bánh mì, thì Chúa Giêsu lại hứa cho họ thứ bánh về tinh thần. Thành ra nhiều người chán bỏ Chúa mà đi. Họ đã ra đi gần hết. Và bây giờ Chúa mới hỏi nhóm môn đệ thân cận của mình: còn các con có muốn bỏ Thầy mà đi nữa không? Lập tức Phêrô đã nói lên câu nói bất hủ trên: bỏ Thầy thì con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống. Phêrô nhất quyết không bỏ Thầy, và ông hứa sẽ mãi mãi theo Thầy. Thế là Phêrô đã có một sự lựa chọn dứt khoát. Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn, và chính những sự lựa chọn đó sẽ định hướng và đánh giá cuộc đời của mình, nhất là các bạn trẻ chúng ta đang ở ngã ba đàn, đang phải chọn lựa nhiều thứ cho tương lai của chúng ta. Thế là nếu chúng ta chọn đúng, chọn khéo, thì đời mình sẽ tốt, sẽ hạnh phúc. Còn nếu chọn ẩu, chọn sai, thì cuộc đời sẽ xấu, sẽ bất hạnh. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta phải quyết tâm vun trồng cho tuổi trẻ của chúng ta. Một người bạn đến rủ rê chúng ta đi chơi game. Hôm nay có một trò chơi mới rất là hấp dẫn. Chúng ta phải chọn, hoặc là bị nguy cơ sa đà vào con đường đam mê chơi bời, hoặc là từ chối bạn đó để khỏi nghiện ngập. Nhìn một người bạn đang hút điếu thuốc có vẻ ngon lành, sành điệu, và người bạn đó mời chúng ta hút thử. Chúng ta phải lựa chọn, hoặc là buông theo sự cám dỗ của đam mê, hay là quyết tâm không thử để khỏi thành nghiện ngập, để vun trồng cho tuổi trẻ chúng ta thành người hữu ích, thành người tốt. Thấy bạn hút xì ke, hút xong có vẻ ngây ngất như là bay bổng trên 9 tầng mây, có vẻ hấp dẫn lắm. Chúng ta cũng muốn hút thử một lần xem sao, chắc gì đã nghiện. Đó là lúc chúng ta phải chọn lựa, hoặc là hút thử để rồi hóng cả một cuộc đời trong sa đọa nghiện ngập, hoặc là quyết tâm chống trả lại cái cơn cám dỗ nhất thời đó để rồi sống một cuộc đời lành mạnh. Thánh Augustino bổn mạng: giới trẻ chúng ta cũng đã từng có một chọn lựa quyết liệt, cho nên ngày hôm nay mới làm thánh như vậy. Augustino sinh tại Phi Châu, cho nên là người da đen chứ không phải da vàng, da trắng như chúng ta đây đâu. Cha ngài là người ngoại giáo, mẹ là thánh nữ Monica. Augustino rất là sáng trí, học giỏi, cho nên cha mẹ cho đi lên kinh thành để theo học cho tới cùng. Nhưng mà tại kinh thành, Augustino tiêm nhiễm nếp sống trụy lạc xa đọa theo các bạn bè khác. Và sau những năm tháng ăn chơi, Augustino thấy tâm hồn trống rỗng, và chính lúc đó thì Chúa đã đến để gõ cửa lòng ngài. Kèm theo cái sự đeo bám, khuyên lên cầu nguyện, khóc lóc của mẹ Monica, và Augustino đã ăn chơi suốt một trời trai trẻ như vậy. Nhưng mà lúc đó ngài đã ăn năn trở lại, sống đời khổ hạnh, sám hối cho tuổi trẻ của mình. Ngài đi tu, làm linh mục, rồi giám mục, giúp ích rất nhiều cho giáo hội Phi Châu. Lời Chúa hôm nay cũng gửi đến cho chúng ta sứ điệp: chọn Chúa không phải để mất, nhưng mà để được, được lại một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả phong phú hơn gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai, mất đời này để được đời sau, mất phàm tục để được thần thiêng, mất cái tạm bờ để được cái vĩnh cửu. Thánh Augustino đã cảm nghiệm sâu xa chân lý này, cho nên đã thốt lên lời ca bất hủ: trái tim tôi mãi băn khoăn cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa. Và quả thực Thánh Augustino suốt thời trai trẻ như chúng ta đã bỏ ngoài tai tất cả niềm tin cũng như những giáo huấn của bà mẹ Monica để trở thành một kẻ phóng đáng trụy lạc. Lúc đó ngài coi đời sống trụy lạc như một cái mốt của thời đại, mà nếu không có thì sẽ bị chê là lạc hậu, là phù lần. Sau này ngài đã ghi trong cuốn Tự Thú một câu có thể tóm tắt tất cả quãng đời niên thiếu của ngài. Ngài viết như thế này: tôi thẹn đỏ mặt khi phải nghe theo lời khuyên của bà mẹ,
Tôi lấy làm xấu hổ nếu thấy mình không trụy lạc chút nào. Xấu hổ khi thấy mình không trụy lạc. Các bạn bè của tôi hẳn là sẽ chê cười tôi là lạc hậu, là cù lần. Nhưng như câu nói khởi danh của Ngài, trái tim tôi mãi băn khoăn cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Cho nên mặc dù Ngài hãnh diện với bạn bè về sự phóng đãng của Ngài, về sự ăn chơi của Ngài, nhưng mà đêm về bắt tay lên trán, Ngài vẫn thấy một sự trăn trở, băn khoăn, trống rỗng. Thế rồi một ngày kia, một câu kinh thánh của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Thessalonica: anh em đừng sống trong trụy lạc và chè chén say sưa, cũng đừng sống trong dâm dật và xa hoa. Hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy Chúa Kitô. Hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy Chúa Kitô. Chỉ cần một câu đó thôi đã đánh gục chàng trai thanh niên trát táng Augustino. Chàng bắt đầu hối hận, khóc lóc như một đứa bé ăn năn chua xót cho quá khứ tội lỗi của mình. Và ngay lúc đó, Augustino đã quay về kể lại cho mẹ biết sự việc đã xảy ra với mình. Và bà Monica ôm chầm lấy con, vui mừng đắc thắng vì Chúa đã nhận lời bà. Tất cả các bạn trẻ thân mến, có lẽ có một số bạn trẻ chúng ta ở đây cũng có cảm nghĩ như Thánh Augustino thời trai trẻ, là muốn sống lãng mạn, muốn sống trát táng để xứng bậc anh hùng. Tưởng rằng như vậy là thiên hạ sẽ nể phục chúng ta, nhưng mà nghĩ như vậy là lầm. Người ta đang coi khinh chúng ta mà chúng ta không biết. Ôi, hãy quay trở lại đi, hãy chọn Chúa, hãy chấp nhận mất đi một chút đam mê nhất thời để được cái niềm vui vĩnh cửu, và từ bỏ một chút vui thú tạm thời, từ bỏ một lúc chơi game, từ bỏ một điếu thuốc lá, từ chối một rủ rê của bạn bè hút thử xì ke, từ bỏ một ly rượu. Đó cũng là quyết tâm của giới trẻ giáo xứ Tân Hà chúng ta hôm nay, quyết tâm vun trồng cho tuổi trẻ. Chắc chắn những từ bỏ mất rất là nhỏ nhoi đó sẽ đem lại cho giới trẻ chúng ta một tương lai thật là to lớn, thật là tươi sáng. Tất cả các bạn trẻ hãy noi gương Thánh Buồn Ma, hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy Chúa Kitô để vun trồng cho tuổi trẻ của chúng ta. Vậy giới trẻ Tân Hà chúng ta có muốn bỏ Chúa mà đi không? Giới trẻ Tân Hà có bỏ Chúa không? Giới trẻ Thánh Gia có bỏ chơi game mà đi theo Chúa không? Thánh Gia có bỏ Chúa mà đi chơi game không? Giới trẻ Du Xe có bỏ Chúa mà đi hút xì ke không? Giới trẻ Alfonso có bỏ Chúa mà đi uống rượu không? Giới trẻ Kitô vua có bỏ Chúa mà đi bụi đời không? Giới trẻ Francisco có bỏ Chúa mà đi xem phim ảnh xấu không? Giáo hoàng Mê Lên Trời có bỏ Chúa mà đi đánh số đề không? Giới trẻ Quinsalim có bỏ Chúa mà theo bạn bè xấu không? Làm sao mà bỏ Chúa được? Vì cái biểu tượng của giới trẻ chúng ta, bảy giáo họ, bảy trái tim đã có mang hình ảnh Thánh Giá ở trong trái tim của mình. Cho nên chúng con quyết tâm bỏ Thầy, con biết theo ai? Vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Trong tâm tình đó, cùng với ca đoàn, tất cả các bạn trẻ chúng ta cùng hát bài Bỏ Ngài, con biết theo ai, để nói lên quyết tâm của chúng ta. Bỏ Ngài, con biết theo ai? Đời lòng gió cánh chim ngàn cười, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buồm lái biển trôi về đâu? Bỏ Ngài, con biết theo ai? Bên đời kia đời cô lưu trên chốn.
tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô. Tôi tin Kinh luôn hướng về tương lai với thật nhiều khát vọng và ước mơ đổi đời. Chúa Giêsu cũng là một người trẻ đã khuyên nhủ chúng ta trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa, còn các sự khác Ngài sẽ ban thêm cho. Thành tâm tin vào lời Chúa nhắn nhủ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho Hội Thánh và cho những người trẻ trong giáo xứ và trong thế giới hôm nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho toàn thể giáo hội luôn vững tin vào tình thương cứu độ của Chúa và biết hy sinh dân thân cùng vô để đem tình thương đến cho mọi người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Giới trẻ trong giáo xứ đang mừng lễ Thánh Augustino. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho mọi người trẻ có được niềm sáng tin như Thánh Bôn Măng, là tin rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta và tất cả những gì xảy đến cho chúng ta đều là ân huệ của Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Thánh Augustino xưa, sau những miệt mài với vui thú trần gian, đã được diễm phúc gặp gỡ Chúa, nên Ngài đã thốt lên: trái tim con mãi băn khoăn cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đàn đề cho mọi người che chúng ta một cõi lòng chân thành, tha thiết tìm kiếm Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người trong giới trẻ biết noi gương Thánh Augustino Bôn Măng, luôn biết nhận ra Thánh Y Chúa trong cuộc sống, sẵn sàng từ mọi em mê thế cùng để trở về với Chúa trong từng phút giây cuộc đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc lành cho anh chị em. Amen.
Lời sông chúc anh chị em đi bình an. Chương trình thể thao.